Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DaVinci Dev và bước lên con thuyền đi kiếm vài trăm tỷ với cái series React tiếp của mình. Thì ở video trước mình đã giới thiệu sơ bộ cho các bạn biết như thế nào là React tiếp là cái gì và những cái tool toy nó như thế nào. Thì ở video hôm nay mình sẽ tiếp tục mình tạo cái project đầu tiên, project React Native đầu tiên của mình, những cái dòng code đầu tiên trên con đường đi kiếm vài trăm tỷ của mình. Thì nhắc cho các bạn nhớ là hiện tại cái version hiện tại mà mình đang sử dụng là cái React Native 0.63 ha, để lỡ như mà sau này mà các bạn có video nó có bị cũ quá, lâu quá rồi React Native nó update mới thì nhiều khi nó sẽ có một vài tính năng mới mà những code cũ của mình nó lại không có work, không có chạy được. Thì nó cho các bạn nhớ, cho các bạn biết vậy thôi. Thường đa số thì nó sẽ chạy tốt, chạy ổn định, nó không đến nỗi nào đâu. Rồi, vậy thì như cái video trước mình đã nói, mình có hai cái tool là để mà mình có thể tạo một cái project React Native, đó là Expo và React Native Plan. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ tạo một cái project Expo. Mình giả sử giả định là các bạn đã install Expo thành công rồi nha. Mình không có đi chi tiết của cái việc install cái Expo plugin này ha. Đi. Đây đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng này, nhìn to to cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi thì đầu tiên là mình sẽ tạo một cái project bằng Expo, là bằng cái lệnh Expo này, Expo init. Project của mình sẽ là my project Expo. Đấy, khi mà mình gõ cái lệnh này thì nó sẽ ra những cái option cho mình chọn cái template này, đó là blend này, blend with TypeScript. Thì React Native nó cho mình viết bằng TypeScript, nghĩa là JavaScript mà có cái type ở trong đó ha. Thì mình sử dụng JavaScript thường thôi, mình không có dùng TypeScript. Bạn nào mà quen với việc sử dụng TypeScript rồi có thể sử dụng TypeScript thay thế hoàn toàn không có vấn đề gì hết ha. TypeScript rất là tốt. Rồi, ví dụ như là ở đây mình sẽ chọn có rất nhiều option blank nè, hoặc là minimal gì đó ha. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cái minimal đi ha. Rồi khi mà mình chọn thì bắt đầu nó sẽ đi tạo cái project cho mình, install JavaScript dependency, rồi run bot, install các thứ, các kiểu thể loại, download những cái dependency đó về, đồ thứ hết làm toàn bộ cho mình luôn. Để khi mà mình xong cái project đó rồi, xong cái đó rồi, khi mà tạo ra xong rồi, mình chỉ cầm lên mình chạy thôi. Thì cái việc tạo project này nó cũng hơi lâu, là do máy mình chậm, máy mình RAM có 8 GB thôi, mà vừa bật máy ảo nè, vừa quay màn hình đó, nên là những cái thao tác nó chạy hơi chậm một xíu. Rồi, trong thời gian này thì mình cứ ngồi chờ thôi. Gì hết. Đây nó có thông báo nè, là cái client của mình nó bị cũ rồi. Nên là tới version 4.1.6, mình đang là 4.1.4. Rồi, mình thấy là bây giờ nó đã chạy xong rồi. Thì nó kêu nè, khi mà mình muốn run cái project của mình á, thì mình có thể chạy, mình phải cd vào trong cái project của mình chạy cái npm run Android, iOS hay là web đó. Thì đầu tiên là mình sẽ mở cái project mình ra, mình coi cái cấu trúc trong đó như thế nào cái đã ha. Hiện tại thì cái tool mình sử dụng vẫn là cái tool
VS Code. VS Code cài cái plugin là tab này, anh sẽ chết code cho mình thôi. Rồi thì trong này nó hiện tại đây, trong cái thư mục của mình đây, để zoom to ví dụ cho các bạn coi cái project của mình ha, thì nó sẽ có cái thư mục Android, trong này nó sẽ chứa cái code native Android của mình, thư mục iOS nó sẽ chứa cái code native iOS, đúng không? Workspace, cái dependency của iOS. Rồi cái node module này là những cái dependency module của node ha, khi mà mình npm install thêm cái gì đó trong package JSON này. Đây là những cái dependency của mình đây nè. Ví dụ như mình đang xài Expo bao nhiêu nè, Expo Fast Stream Status Bar Update nè, React nè, version nè, không? React Native 0.63.4 nè, đấy. Thì đó, đây là cái cái package JSON của mình khi mà nó tạo ra cho mình. Thì cái code của mình nó sẽ nằm ở trong cái file, hai cái file này, file index. Cái file index này đầu tiên nó chỉ đơn làm đơn giản là nó register cái root của mình, là chính là cái app của mình là thôi. Thì cái code chính của mình nằm trong cái app này ha. Thì cái app này hiện tại nó cũng không có làm gì hết, chỉ là nó có khi mà gọi cái app này thì nó trả về cho mình một cái view đó. Cái view thì ở video trước mình đã nói luôn, nó là một cái React Native component. Cái view này thì nó có một cái test, có một cái status bar. Status bar này là status bar của cái thư viện Expo status bar. Đấy. Và đây là cái style đó, cái style, những cái style này background là tầm giới thiệu và content này kiểu. Thì mình sẽ có cái video mình nói rõ hơn, giải thích kỹ về những cái style, những cái flexbox ở trong React Native ở trong cái video sau. Còn hiện tại bây giờ thì mình chỉ quan tâm tới cái việc là cái cấu trúc thư mục nó như thế nào, và mình sẽ chạy cái code này lên như thế nào ha. Như lúc nãy á, nó có nói là mình có thể mình chạy cái lệnh npm run Android trên iOS. Đó. Đều có thể chạy được cái code của mình lên. Nhưng thì ngoài cách đó ra, mình hoàn toàn có thể mình sẽ chạy cái lệnh expo start. Cái lệnh này là cái lệnh của expo, nó start cái project của mình lên bằng cái tool expo. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có sự khác biệt so với cái việc mà các bạn npm install bình thường. Rồi bây giờ đầu tiên là thôi mình chạy expo start đi, còn cái việc cái lệnh npm run Android OS đó, thì mình để cho cái lúc mà mình demo bằng cái thằng web tiếp lên đó, mình sẽ run bằng cái lệnh đó, tại vì cái lệnh đó nó sẽ không run bằng được lệnh expo start này, các bạn sẽ không thấy gì khác biệt ha. Đầu tiên là mình sẽ chạy cái lệnh expo start lên. Đấy. Ok, bật sẵn cái kiểu đó. Thì nó bật cái developer tool expo lên, các bạn thấy nè. Đấy. Đó. Các bạn thấy không? Bây giờ các bạn muốn chạy ở trên các bạn muốn chạy cái project của bạn ở trên máy ảo iOS, máy ảo Android, web browser, hoặc là gửi link qua email đây. Và cái này nè, cái này là bá đạo nè, là các bạn cài cái app Expo lên, sau đó là các bạn quét cái mã này là thì nó sẽ gọi là nó sẽ chạy ở trên trên cái máy thật, thì phải thật của các bạn luôn đó. Thì hiện tại cái máy mình nó hơi yếu, nó không thể chạy một lúc cả cái máy ảo Android và cái máy ảo iOS, nên mình sẽ chạy cái máy ảo iOS thôi ha.
các bạn thông cảm ha. Đây. Khi mà mình bấm vào thì nó sẽ bật cái máy ảo iPad của mình lên. Ở đây mình tránh tiết kiệm thời gian, mình bật sẵn rồi. Và nó sẽ chạy cái app của mình lên nè. Đấy. Đây, lúc nãy là mình cài có cái cài sẵn một cái expo ở trong trong cái máy mình rồi không? Bây giờ mình sẽ gỡ ra luôn. Mình chạy lại cho các bạn coi luôn. Thì đầu tiên là nó sẽ cài đặt cái expo client nè. Rồi nó mở lên. Khi nó mở lên thì nó sẽ build cái JavaScript window của mình lên. Đây nó đang build cái code của mình ra nè. Chậm lắm. Thời gian nó build này các bạn có thể đi uống ly cà phê rồi vòng vô cũng được. Đấy. Đấy nó báo là lần đầu tiên gì đó. Menu gì đó. Ok, bắt tiếp đi. Không. Rồi. Thì đấy, đấy là cái app của mình nó chạy lên, nó chỉ có một cái dòng test đơn giản thôi. À, khi mà các bạn bấm cần command D đấy. Command D. Đúng không ta? Hay là option D. Command D. Đây, command D đúng rồi. Thì nó sẽ hiện ra cái menu. Cái menu này nó cho mình reload nè. Disable fast refresh thì bất kỳ kiểu kiểu đó. Đó. Thì ví dụ như hiện tại mình cái test này đang là open app JS đúng không? Thì mình đổi lại đi. Rồi, mình thấy không? Nó là fast refresh có nghĩa là khi mà bạn sửa code ở bạn sửa code trong sửa trong code thì tự động nó sẽ render lại ở đây luôn. Đấy. Rồi, ví dụ như mình sẽ thêm cái style. Cái style là không sai. Không sai là 20. Đấy, thì các bạn thấy không? Cái test nó đã đầu nó to ra bạn lên 50 thì đấy cái test nó to vừa to đùng ra đó. Đây, hello my first project. Đây, hello my first project đấy. Đây đó, đây là cái project đầu tiên mà mình tạo ra là chạy nó bằng cái export là của mình ha. Thì nó cũng rất là đơn giản, không có gì hết đó, các bạn thấy không? Thì khi mà các bạn lúc nãy mà mình gõ mình chưa có đầy đủ á thì nó sẽ báo error, nhưng mà khi mình gõ thành công rồi thì nó cũng sẽ chạy bình thường thôi đó. Thì đây là những cái lock mà nó bình thường nó sẽ dâng ra đây, nó xin các lỗi này kia đây ở đây. Thì bạn thấy không, cái thằng Expo này nó rất là tiện lợi cho mình đó.
nó hiển thị hot trade kiểu kiểu cho mình luôn bên này. Đó, rất là tiện ha. Rồi, ok. Vậy thì đó là cái hướng dẫn đầu tiên của mình về cái tạo project mà buộc là các bạn có thể về làm thử và thử chạy trên Android device. Đặc biệt là trên Android thì các bạn phải bật cái máy ảo Android lên trước rồi các bạn hay ha. Hoặc là thử chạy trên máy thật bằng cách là scan cái QR này. Rồi các bạn hoàn toàn có thể tự thử nha. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Nếu thấy hay thì nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ cho mình, cho cái kênh của mình ha. Xin chào, hẹn gặp lại.